Ngày 138 chơi game Play Together cùng Quang Nhân Lay sẽ như thế nào? Bắt đầu vào game nha! Bạn nào yêu thích anh thì kích vào đường link show me bên dưới mua quần thể thao ủng hộ anh Donut, ủng hộ anh vào fanclub của anh Quang Nhân Play nha! Cảm ơn các bạn! Ok rồi, vô game thôi. Xong mình vừa vô trời tối thui ngày 138 vậy trời. Nhận quà thưởng nha, quà thưởng ngày hôm nay gói tẻ cao cấp nè. Cánh đồng hương, đôi mắt lấp lánh vậy đó hả? Rồi tiếp tục nha, đá quý, năm đá quý. Rồi cái gì nữa đây, mấy cái vòng tròn màu hồng nè. Rồi được 1000 tiền sao nữa, quá đã, tích lũy tiền nha các bạn. Các bạn cứ vô game làm những cái nhiệm vụ hàng ngày là được tất cả những món quà này nha. Còn đội những cái món quà này các bạn để dành là được nhiều lắm luôn đó, tuyệt vời lắm đó nha. Rồi ok, quá trời quà luôn. Nhận xong bây giờ qua đọc thư, 48 lá thư. Anh trai mình, hello anh trai mình, hello Thỏ X Baby, hello bạn Cá Heo Mậm, ok. Rồi hello bạn Bun Luân, ok. Hello bạn Flex Ngọc, ok. Flex Ngọc, xin lỗi mấy anh em bận học ở trường, em sẽ like share bình thường ha. Ok, cảm ơn em nha, nhớ comment với like YouTube là quan nhớ với số mỗi ngày nha. Em bình luận mỗi ngày luôn á, xem anh từ ngày đầu luôn hả. Cảm ơn bạn nha. Bạn Katy Trinh, bạn 11 nhé. Rồi bạn gì tiếp nè, bạn gì nè, bạn Flex Ngọc rồi bạn 11 nhé. Bạn Tool Close nè, bạn Bánh Mì Que nè, bạn Ken nè, bạn Ai Minh nè. Em tìm hiểu thông tin liên quan đến game làm sẽ lên xu hướng hơn. Anh cũng không cần lên xu hướng đâu, anh chỉ cần các bạn vô chơi anh mỗi ngày là vui rồi. Anh không có đi theo trend, anh chỉ là thích, anh rất là thích chơi game này và anh làm video thôi. Còn các bạn mà thích những cái trend hay là các bạn thích những cái clip mà triệu view thì các bạn cứ qua kênh khác coi ha, không sao hết. Ok rồi, bây giờ tiếp tục nha. Wow, it's Sammy Day. Hello Sammy Day. Hello bạn Như, hello bạn Fly Expand nha. Rồi hello bạn Thanh Trúc nè, hello bạn Ni nè, hello bạn Zatulip nè, hello bạn Huyền Trân. Rồi hello bạn Ngọc Xinh Gái. Cảm ơn Ngọc Xinh Gái cho tặng anh một món quà dễ thương nha. Ngọc Xinh Gái ơi, em là tặng quà cho ta là anh thấy em xinh nhất luôn rồi đó. Ok, xong cho ta hết thư chưa? Hết chưa? Ồ còn. Ồ dạ em con cảm ơn nhiều. Em cảm ơn anh nhiều hả? Trời ơi nó ghi tắt mà anh tưởng em con. Ok, rồi bây giờ anh sẽ vô kết bạn với một người bạn thường xuyên comment 138 clip chơi Play Together của anh bữa giờ nha. Chọn ai đây? Mỗi ngày anh chỉ kết bạn được với một bạn thôi để tránh tình trạng mà full bạn nha. Cho nên bạn nào cứ comment thường xuyên là anh nhớ tên nick và anh sẽ kết bạn nha. 138 ngày giờ rồi có bạn Khang đây hay ủng hộ anh nè, kết bạn xong. Bây giờ anh sẽ qua, anh sẽ tặng quà. Tặng bạn gấu trúc Play nha. Ok, đang bệnh hả? Rồi bây giờ anh tặng em một món quà, anh chúc bạn gấu trúc Play mau khỏe nha. Tặng em nè, dễ thương nè, quan nhân Play nè. Rồi tặng một món quà, chúc em mau khỏe nha. Rồi anh sẽ ký lên tường em luôn nè, như một cái động lời khích lệ tinh thần để giúp cho em thân thể mau khỏe nha. Cố lên, khỏe mạnh, mạnh mẽ lên nào. Rồi bây giờ cũng như thường lệ anh sẽ hủy kết bạn với bạn nào không tương tác, không bình luận. Hỏi kết bạn ai đây? Mỗi ngày anh sẽ chọn ra một hai bạn hỏi kết bạn. Ok, để anh dành cái suất kết bạn đó cho những người bạn khác. Bởi vì anh sắp full bạn rồi mà các bạn, một số bạn anh kết bạn hồi trước không có tương tác, không có chơi game nữa, anh hủy kết bạn nha. Rồi, bây giờ bye bye các em. Hẹn gặp lại các em. Các em cứ comment vào YouTube là quan nhớ official mỗi ngày là anh sẽ kết bạn với các em nha. Ok, anh để ý cái nick bé mít với nick Tô Thanh nè. Lâu lắm rồi chưa có kết bạn, chưa có bình luận nè. Để coi các bạn có bình luận không, anh hủy kết bạn luôn. Rồi, bây giờ anh sẽ vô tường, anh thả tim nè. Quá trời luôn, những người bạn mà ghi trên tường anh đều thả tim, anh đều đọc hết nha, các bạn cứ yên tâm nha. Rồi bây giờ anh được 1.308k tim, 1.000 cái ngôi sao màu vàng, 562 bước chân và fanclub của anh là được 572 bạn rồi. Wow, hy vọng các bạn cho fanclub anh nhiều đi, lên được 1.000 bạn là anh vui lắm luôn đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho anh nha, fanclub mãi yêu. Ok. Rồi bây giờ cái bạn này là bạn sao người nước ngoài, sao mà bạn idol hay sao mà bạn nhiều quá. Các bạn có cái nick này nè, HS nè, cái dấu tích mà hình xanh dương này nè. Trời ơi, 142 ga tim, 1 triệu cái ngôi sao màu vàng, trời ơi 6.000 bước chân và 1.000 fanclub mà bạn trong fanclub hả. Trời ơi, hâm mộ bạn quá à. Sao bạn giỏi à, các bạn biết cái nick đó không? Ok, là ngồi tiên anh biết á, nhưng mà anh nghĩ là bạn bất ngờ luôn á, cho nên anh vô anh ủng hộ nha. Ai mà làm bất ngờ thì giúp cho cái game Play Together sẽ ngày càng phát triển hơn, cho nên anh sẽ luôn luôn ủng hộ, luôn trân trọng cả mọi người bất ngờ nha, bởi vì các bạn đã đóng góp rất nhiều cho game Play Together luôn đó. Ok rồi, thả tim hết rồi nha. Bây giờ anh sẽ vô fanclub của anh, 572 bạn. Đây là những bạn mới nè, các bạn có thể vô nhạc của nhau chơi nha, chúng ta sẽ chung thị trấn với nhau nha. Ha ha. Ok. Rồi xong. Wow. Ha ha. Rồi bây giờ anh sẽ
anh sẽ đi làm nhiệm vụ đây. Sao hôm nay trời tối dữ vậy ta? Tối dữ vậy ta? Ok, bây giờ chạy ra ngoài biển thôi nha. Mời các bạn sẽ cùng chạy ra biển với anh. Hôm bây giờ mình giúp chú tái chế nè. Hôm nay chú ô cái lượng tụi đau quá, đau hết cả người rồi, lại đây dứt rác rồi tầm lum á, nhặt rác giùm tôi được không? Tốt lắm, hãy đi xung quanh nhà Laza và nhặt rác nha. Cảm ơn các bạn, sẽ tặng quà cho bạn đó. Cảm ơn chú nha, tặng 50 tiền sao luôn hả? Ok rồi. À, anh sẽ thích rất thích là môi trường xanh sạch đẹp, cho nên là dù bác không có tặng tiền cho anh vẫn là thu nhặt rác, anh bỏ đúng là quy định là được. Các bạn nhớ nha, mình ăn uống cái gì có rác, có giỏ nè, có túi ni lông nè, có hộp cơm nè, thì các bạn phải đặt đúng cái thùng rác nơi quy định. Bạn nào mà xả rác bừa bãi là anh không có thích đâu nha. Chúng ta hãy bảo vệ môi trường quần đảo Kaya thật là trong sạch, thật là đẹp, thật là môi trường trong xanh nha. Ok rồi, yeah, ở trong game cũng như ngoài đời, các bạn nhớ ý thức giữ gìn vệ sinh chung là các bạn ai cũng yêu quý các bạn hết, ai cũng nể phục các bạn hết nha. Rồi yeah, còn thấy ai mà quăng rác bừa bãi là mình nhắc nhở người đó để người đó ý thức lại ha. Ok rồi, bây giờ còn còn một phần gác nữa đâu rồi? Ủa giờ đi đâu tìm đây? Ok, mệt nhất là còn một món rác đó. Bây giờ mình tìm đâu đây? Các bạn nào thấy rác ở đâu không, nhớ comment chỉ cho anh với nha. Cảm ơn các bạn nha. Đi tìm rác. Trời ơi, bây giờ mới tìm cực nè. Là nó còn hai món đi, nó ở chung nhà mình dễ tìm. Bây giờ còn đúng một món, mình biết tìm đâu đây, đâu đây, rác đâu đây, đâu đây. Trời ơi là trời. Thấy rồi. Ha ha, xong 8 món rác rất là nhanh chóng. Quay lại với ông tái chế nha. Chú ơi chú, con để nhặt rác xong cho chú rồi nè. Ok, cảm ơn bạn nha, tặng bạn 50 tiền sao nha. Chú ít tiền mong bạn thông cảm. Không có sao đâu chú ơi, chú khỏi tặng tiền con cũng được. Con sẽ nhặt rác gì cái gì, con muốn bảo vệ môi trường mà. Rồi, bây giờ chạy ra bãi biển chơi nha các bạn ơi. Cùng ra bãi biển câu cá với Quang Play nha. Aha, hôm nay anh đã được 1380 ca tim nè. Rồi lấy cái cần câu ra và được 1500 kim cương nè. Rồi 59.000 tiền sao nè. Không biết chừng nào anh mới được lên 100.000 tiền sao nữa. Ok, câu cá nào. Câu cá bếp ca vàng, quá đã. Ha ha, tiếp tục câu cá nha. Các bạn ăn gì chưa? Mời các bạn sẽ cùng ăn chung với anh nha. Đây nè, đố các bạn đây là món gì? Mời các bạn nha. Nhiệm vụ hôm nay em cần phải câu một con cá 50cm. Em không ngờ là anh kết bạn với em luôn á. Kaka. Ủa là sao? Rồi em bình luận thường xuyên vào YouTube Lê Quang Nhân Official là anh kết bạn với em rồi đó. Còn không ngờ cái gì nữa, có gì đâu mà bất ngờ. Tại sao bạn ấy bất ngờ vậy các bạn, anh cũng không hiểu luôn. Nó dạ rồi nè, hỏi ăn cơm chưa rồi dạ rồi. Anh thích bạn nào mà nói chuyện có dạ trước á, dễ thương, lịch sự, lễ phép. Chương trường ta học gì trước? Tiên học lễ, hậu học văn. Tiên học lễ, hậu học văn. Bạn nào mà lễ phép á, nó còn quan trọng hơn cái kiến thức ở trong đầu mình nữa đó. Các bạn mà ăn nói lễ phép, lịch sự mà biết lắng nghe người khác á, các bạn gấp thành công gấp 100 lần những người có học thức mà ăn nói không có lễ phép nha. Các bạn nhớ nha. Anh thích bạn nào mà hỏi có dạ có thưa lắm. Ba mẹ mình hỏi gì mình có dạ có thưa, ba mẹ mình thương mình lắm ha. Ok, tiếp tục nha. Ôm này đông quá vậy ta. Hôm nay có vẻ là thứ sáu các bạn được nghỉ học hay sao mà đông dữ vậy? Hôm nay thứ sáu đúng không? Ok. Cá đâu? Cá bự quá. Cá ấy chủ. Chém lại con gì đây? Wow, 60cm gì? Hoàn thành nhiệm vụ. Quá đã. Xong nha. Trong hai nhiệm vụ nha. Rồi, giờ mình vô qua khu cắm trại đi, bắt bướm bướm. Và khu cắm trại bắt bướm bướm nha. Chuẩn bị, let's go. Trời, xe chạy tán lạng vậy trời. Các bạn chạy xe lạng trước mặt anh dữ vậy. Trời ơi, nó lạng nó che luôn cái xe buýt luôn. Nguy hiểm quá. Vô. Vô cần cắm trại các bạn dễ thương ơi. Mà các bạn sẽ cùng vô khu cắm trại với anh. La 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 la.
Trời vô vừa vô thấy miệng con rắn nó khe hết hồn hết vía luôn hả. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái vợt ra, mình đi bắt côn trùng nha. Hy vọng sẽ bắt được một con trùng khổng lồ. Con côn trùng mà bự nhất các bạn từng bắt được con gì, các bạn có thể comment cho anh biết được không? Rồi đi đi. Chạy. Bắt côn trùng không có. Bắt côn trùng không thấy côn trùng đâu hết. Ủa sao chạy nãy giờ không thấy côn trùng đâu ta? Bình thường côn trùng nhảy cái tưng nhiều lắm mà. Trời ơi dòng nước mát quá. Ủa tắm đi các bạn ơi. Tuyệt vời, mát quá. Bơi. Đi đâu đây, giờ muốn đi đâu đây. Bơi. Ui da, trụ đụng cái đầu vô cầu. Tiếp tục nha, bơi. Ý, cái quầy bán hàng kìa, không biết cô này bán cái gì ta. Mình mua mình ủng hộ cô đi. Ok, cô ơi, cô bán cái gì vậy cô? Cô bán kẹo dẻo Masu, con mua không? Ok, con sẽ mua ủng hộ cho cô nha. Rồi, kẹo dẻo. Cảm ơn cô đã bán hàng cho con nha. Rồi bây giờ anh sẽ ngồi ghế nè. Ngồi đi ha ha. Ngồi chơi thật vui. La ăn nè, ăn kẹo nè. Mâm. Ngon quá đi. Kẹo dẻo thiệt là tuyệt vời. Ý có cái ghế nè, ngồi ghế chơi các bạn. Wow, đây là khu cắm trại mà đúng không? Đông vui quá đi. Ăn cơm đi em. Ok, bây giờ anh sẽ vô nhà anh nha. Anh sẽ tổ chức tiệc tại nhà anh các bạn. Mời các bạn sẽ cùng đến nhà anh chơi nha. Ha ha. Rồi, ok. Rồi, đến nơi rồi. Đó, quá đã. Yeah. Rồi, cái này ngồi lên được hả? Wow, trời ơi, cái này ngồi lên đảo các bạn. Các bạn có ngồi lên chưa? Nhà anh quăng nhân tay á, anh quăng hết mấy cái vật phẩm mà được bắt nợ được tặng á, anh quăng trong nhà anh đó. Thì các bạn cứ vô chơi thoải mái nha. Của anh cũng là, thực ra cũng không phải của anh, của chung của tất cả chúng ta luôn á. Các bạn cứ vô nhà anh chơi thoải mái nha. Rồi wow, bây giờ anh sẽ gọi tất cả các bạn bè vô chơi game anh nha. Wow, vô chơi nào. Wow, quá đã hả. Rồi hết luôn. Ai có mặt là tôi gọi hết. Ok, gọi một lần thôi. Mình lịch sự, mình gọi ta một lần thôi. Ta rảnh ta sẽ đồng ý liền. Còn người ta bận, người ta không đồng ý, mình đừng cứ gọi lại. Mình gọi liên tục đó là làm phiền người ta. Đó là sự bất lịch sự nha. Anh không thích bạn nào bất lịch sự đâu. Cho nên mình tập ha. Mình chơi game cũng như ngoài đời, mình lịch sự. Mình tập lịch sự, người ta thương mến mình ha. Ok, rồi bây giờ vô Play Together chơi game nào. Wow, Play Together VNG. Yeah, số phòng 54. Trò gì đầu tiên đây? Wow, rau quanh. Cửa di động hả? Cái trò này cũng thú vị nè. Không biết có thắng không nha. Wow. Đi thôi. 3, 2, 1. Lên nào. Wow. Tránh đường bà con ơi. Đi hướng nào đây? Qua giữa nha. Lala. Đây. Cái cây này nó trúng anh rồi. Chết rồi. Hên quá, qua được rồi. Ha. Tiếp tục nha. Ê, đừng có đẩy tôi nha. Tiếp tục nha. Trời, mấy cái cây vàng này nó nhanh quá. Lộn, cây màu hồng nó qua lại nhanh quá. Nó đẩy người ta lọt xuống hết. Rồi tiếp tục nha. Làm sao qua đây? Chóng mặt quá. Ê, qua được rồi. Trời ơi. Rồi khúc này là khó nhất nè. Anh hay thua khúc này lắm nè. Té rồi. Ok. Rồi chuẩn bị nè. Té nữa rồi. Tiếp tục nha. Không biết té nữa không nữa. Cố lên. Để nó hạ xuống. Hãy nhảy qua. 1, 2. Nhảy. Thắng rồi. Về hạng 16 luôn. Trời là trời. Ý các bạn của anh nè. Trời ơi, có bạn anh hạng 5, hạng 3, hạng 14. Hạng giỏi quá ha. Các bạn chơi giỏi quá ha. Ok, tuyệt vời mặt trời nha. La. Rồi, vô trò thứ hai được chưa? Quá trời bạn bè của mình luôn. Thích thật. Rồi, anh sẽ cố gắng thắng 3 màn trong game bữa tiệc trò chơi này để nhận hoàn thành nhiệm vụ nha. Cái trò thứ hai này được. Trò này thì tôi không có sợ.
bởi vì tôi thích chơi trò này. Ok, rồi băng dở đúng không? Băng dở thì mình dở băng theo luôn. Wow, đi qua đây, qua trái. Trở lại qua trái nào. Trời sao hôm nay cái tốc độ dở băng nhanh quá vậy? Trời, làm như cái dở băng này lập trình lại cho nên tốc độ dở băng rất là nhanh, người chơi rất dễ thua nha. Vẫn đó đi tới lui dễ lọt trong cái hố nó băng dở lắm á nha. Đó. Đi đâu đây? Qua giữa. Ô đúng rồi, rồi quẹo phải. Ê, lên trên, quẹo phải. Đi ra rìa, chết rồi. Ô, thắng được hai trò. Ồ, 20 người đã thành công, tuyệt vời. Đây, trò gì tiếp theo đây? Ý, cái trò tránh chướng ngại vật khắp nơi. Được, sống sót qua 3 vòng trong một trò chơi. Được, thắng rồi nha, hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Còn cái trò này có biết thắng hay không nữa, cố gắng hết mình nha. À, chuẩn bị nha, 3, 2, 1, play. Nhảy nào, quá ha, nhảy nào, nhảy nè. Ồ, quá đã, tiếp tục. Tới luôn, nhảy lên bịch vàng, ghê chưa, trời ơi. Ê, cái này sao vậy, cái này, té. Ủa, cái này nó xoay dữ vậy ta, sao mình đi lên đâu lại xoay ngược hướng đó cho mình té vậy trời. Ủa, là sao, bình tĩnh lại, suy nghĩ coi hướng đi nào ngon hơn. Ồ, qua rồi, không ngờ anh có thể nhảy qua cái đường đó một cách dễ dàng như vậy, tuyệt vời các bạn ơi, ủng hộ nào, không biết có thắng không nữa, nhưng mà hôm nay cái màn này dễ thương quá, đẹp quá đi, nhảy nào, quá ha, chị Bảy ơi, chờ em với, bé Chính đang chạy theo nè, ai, trời ơi, đây là những cái trái kiwi nè, còn cái này là cái gì đây, ủa cái này là cái gì đây, ai, té, lại nào, ôi, trời, té nhà, không giỡn nha, ơi, đừng có quét em, này giống như nhảy dây các bạn, trong trường học các bạn có chơi nhảy dây là những cái thanh hồng này đi tới là các bạn nhảy lên nha. Ê, té rồi. Ủa, sao mà thua hoài vậy ta? Kỳ vậy ta? Ê, trời, trúng nữa rồi. Trời ơi, cái thanh đồng này giống như cây roi mây khi mình chưa học bài thì giáo quất cái roi mây vô mông mình đó. Trời ơi là trời. Trời ơi, tiếp tục nhảy. Ê, trời ơi. Ôi, không biết có thắng được không nữa. Bị té như vậy là biết thua rồi. Trời ơi. À, ấy da, thua nữa rồi. Trời ơi, kiểu này là xong phim rồi. Các bạn khác về hết trơn rồi, còn tôi còn nhảy cà tưng ở đây, chưa có vượt qua được cái màn này. Có cách nào để qua không ta? Nó làm anh chóng mặt quá, nó cứ xoay vòng, anh không có qua được nè. Ê, trời nữa. Sao có đứa nhóc này nó cứ chạy chung với anh, nó đụng nhau rồi thua hoài à. Ấy, tiếp tục nha, thua nữa rồi. Trời ơi. Nhảy qua luôn, hey, trúng rồi. Ấy, la. Ông này biết chạy ngược lại được không ta? Fail hết giờ rồi. Các bạn ơi. Ok, vậy trang kết quả thôi. Kết thúc trò chơi. Hoác nào. Hôm nay anh được 1108. 118 gì? 1190k. Ngôi sao rồi đó. Ok các bạn nha. Cái này là thả sao hay sao ta, anh cũng không biết. Hay là mình tổ chức tiệc là mình được sao, số lượng bao nhiêu, thời gian bao nhiêu, không biết ha. Ok, rồi đi ngủ. Hết tiệc nha. Ok, mạnh ai về nhà nấy đi. Yeah. Trời ơi là trời, vui ha. Nhà giờ có nhiều vật phẩm vui ha. Vô chơi thoải mái ha. Yeah. Đi chơi thôi. Đi thăm nhà một bạn ngẫu nhiên nha. Nhà ai đây? Nhà sau lưng anh là nhà của ai ta? Ủa, không vô được, nhà bạn này khóa rồi. Happy gì nè. Rồi, tiếp tục, nhà này nha, nhà của bạn Linh gì nè. Vô thử coi, nhà đẹp không? Wow, có độ gì trong đây không ta? Bạn Linh cấp độ 8 hả? Anh hình như cấp độ 9 à. Hơn bạn Linh một cấp xíu à. Ok, tiếp tục nha. Bây giờ, ủa, cái phòng nhà gì trống vừa trống quắc kìa. Vô cái phòng này có gì chơi không? Không có luôn, không có bếp, không có toilet, không có phòng ngủ, không có giường ghế gì luôn, giống nhà tôi dưới vậy trời. Ok, chỗ này có gì không? Không có gì luôn. Ok, trời ơi, trong quê trong quắc kìa ta. Nhà gì kìa vậy? Nhà sao bạn không sắm sửa gì vậy? Hay là mình quăng cái đồ mà, ủa, ví dụ anh vô nhà trống gì anh quăng cái đồ trong giỏ hàng anh ra được không ta? Bạn ấy có nhận được cái đồ của anh không? Không biết ha. Ồ, như hay là chỉ là nhà mình chỉ trang trí được nhà mình thôi ta. Anh chưa có tìm hiểu cái đó ha. Ok, chạy đi chơi, ai chơi, chạy đi chơi với tôi không? Bờ biển đâu? Chạy ra bờ biển nha, chạy đi nào, tăng. Đó, thấy anh chạy lấy xe hơi nó che anh à, không biết sao luôn á ta. Sao cái tính này kỳ quá ta, lấy xe hơi che tôi hoài vậy ta. Ok, nhảy lên sân khấu chụp hình nha. Trời ơi, nó chạy xe hơi lên sân khấu luôn, nó che anh luôn. Anh nhắn lại lần cuối nha, đừng có che anh nha. Che anh thì các bạn không có thấy, che các bạn khác luôn. Lấy xe hơi tránh ra đi.
ok người ta đang chạy mà, nào người ta anh nói anh cần chở anh thì bắt đầu khi nào anh nói nhắn là chở anh đi thì em hãy lấy xe hơi ra. Trời ơi là trời. Ok, rồi bây giờ anh chạy ra bãi biển nha, chạy ra bãi biển nha. À, ok, bạn muốn gọi đồ uống gì hả? Mình muốn mua một ly nước chanh giống như những ngày đầu mình chơi Play Together, mình hay ra bãi biển mình mua nước chanh lắm đó. Rồi bây giờ mình lựa một cái ghế mình ngồi mình cùng uống nước chanh, mình cùng tâm sự với các bạn dễ thương nha. Alo, hello. Oh, tâm sự nào. Nhớ comment bấm like YouTube cho Băng Nhân Official mỗi ngày nha. Nhớ bấm like cho anh lên được 100 like để anh chơi thêm 10 ngày nữa nha các bạn dễ thương ơi. Nhớ nè, học bài đầy đủ, làm việc nhà phụ giúp ba mẹ, tắm rửa sạch sẽ, học bài xong rồi mình thời gian còn lại mình mới chơi game nha. Ai mà nghiện game anh biết là anh hủy kết bạn đó, nghe chưa? Nhớ chưa, nhớ chưa? Ok, bây giờ đến giờ anh phải out đi học bài rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip ngày 138 chơi Play Together của anh Nhân. Nhớ bấm like với comment, anh sẽ trả lời tất cả comment của các bạn dễ thương nha. I love you. Hẹn gặp lại vào clip ngày mai.